Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm Tin Bóng Đá. Quý vị và các bạn thân mến, trước tình hình các đối thủ của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup mà cụ thể là Malaysia và Indonesia ồ ạt nhập tịch các cầu thủ ngoại, thì mới đây chia sẻ với báo giới, bình luận viên Quang Huy và bình luận viên Ngô Quang Tùng có nhận định rằng những cầu thủ nhập tịch này của Malaysia và Indonesia là không đáng lo ngại. Cục diện của bảng G ở vòng loại World Cup 2022 vẫn đang rất căng thẳng khi mới chỉ có một đội bóng đã an bài, đó là đội tuyển Indonesia. Đại diện đã hết hy vọng đi tiếp khi chưa có điểm số nào. Để chuẩn bị cho những trận đấu tới đây, các đội bóng như UAE hay Malaysia đã nâng cấp sức mạnh đội hình của mình bằng những cầu thủ chất lượng, trong đó có không ít những cầu thủ nhập tịch. Nhưng việc hai đội bóng này có những ngoại binh chất lượng cũng không phải quá ảnh hưởng đến tính toán của huấn luyện viên Park Hang-seo. Chia sẻ về vấn đề này, bình luận viên Ngô Quang Tùng nhận xét: những cầu thủ phòng ngự của tuyển Việt Nam như Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải và phần nào đó là Duy Mạnh đang thể hiện rất tốt. Ở vị trí thủ môn, Văn Lâm, Tấn Trường đều có chiều cao ấn tượng và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Đó là những cơ sở để tin rằng tuyển Việt Nam có thể đối chọi một cách song phẳng với những đối thủ tới đây. Chưa kể là ở đấu trường V-League thì các hậu vệ cũng đều phải đối đầu với những tiền đạo ngoại chất lượng. Việc được chui rèn qua thực chiến sẽ giúp cho các cầu thủ lên tuyển lần này có bản lĩnh thi đấu vững vàng. Từ đó, việc đối đầu với những cầu thủ nhập tịch không còn là vấn đề đáng ngại. Việc đối đầu với những chân sút ngoại chất lượng ở V-League đã giúp cho hậu vệ tuyển Việt Nam làm quen được với áp lực cũng như rèn luyện bản lĩnh, kỹ chiến thuật để sẵn sàng vượt qua mọi đối thủ ở bảng G. Đồng tình với quan điểm trên, bình luận viên Quang Huy cho rằng không nên quá e dè nếu những đối thủ trung bảng bổ sung những cầu thủ nhập tịch lên đội tuyển nhằm đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Câu chuyện nhập tịch không phải là mới ở những đội bóng như UAE, Malaysia hay Indonesia. Họ có thể gây ra khó khăn cho tuyển Việt Nam, nhưng trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo đang có những con người rất hay và đặc biệt phải kể đến tài thao lược của vị trí lực gia người Hàn Quốc. Những đối thủ trung bảng có thể bổ sung nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng, nhưng huấn luyện viên Park và học trò sẽ tránh được việc đối chọi trực tiếp vào những vị trí đó, và đây cũng là một yếu tố cho thấy tài ứng biến của ông Park Hang-seo. Quý vị và các bạn thân mến, trong khi đó thì mới đây tờ báo của Indonesia đã công kích Đoàn Văn Hậu, và tờ báo này cho rằng Văn Hậu sẽ là đích ngắm cho màn báo thù của các cầu thủ Indonesia. Theo cây bút của tờ Indosport thì cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia diễn ra vào ngày 7 tháng 6 tới đây tại vòng loại World Cup 2022 sẽ rất đáng chú ý. Không chỉ vì đây là lần đầu tiên hai huấn luyện viên đồng hương là ông Shin Tae-yong và huấn luyện viên Park Hang-seo đối đầu nhau, mà điều đáng chờ đợi hơn là màn phục thù của các cầu thủ xứ sở bạn đảo với Đoàn Văn Hậu. Cụ thể tờ này viết: ở trận đấu với tuyển Việt Nam sẽ có những sắc thái báo thù xảy ra, không phải vì đây là cuộc gặp gỡ của hai huấn luyện viên đến từ Hàn Quốc, mà điều đáng chờ đợi hơn nằm ở cuộc tranh chấp căng thẳng giữa cầu thủ Indonesia và Đoàn Văn Hậu. Vâng, Đoàn Văn Hậu chính là cầu thủ từng khiến cho các cổ động viên của Indonesia phải phẫn nộ sau khi đội U22 để tuột tấm huy chương vàng tại SEA Games 2019. Văn Hậu là trụ cột của ông Park Hang-seo ở vị trí hậu vệ cánh trái, một cầu thủ từng thi đấu ở câu lạc bộ SC Heerenveen của Hà Lan theo dạng cho mượn. Anh ta sẽ là đích ngắm cho màn báo thù của các cầu thủ Indonesia. Ngoài việc đề cập tới mối lương duyên giữa Văn Hậu với các cầu thủ Indonesia thì tờ báo này còn cho rằng phong độ của Văn Hậu khả năng cao sẽ bị giảm sút sau thời gian dài chấn thương. Văn Hậu từng có vai trò quan trọng giúp cho những ngôi sao vàng giành huy chương vàng SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử. Vai trò của cầu thủ này ở trận chung kết SEA Games là không thể bàn cãi, tuy nhiên thì sự nghiệp của cầu thủ này đã bị suy giảm đáng kể khi anh ta phải dự bị ở câu lạc bộ Hà Lan, sau đó trở về Hà Nội rồi gặp chấn thương nặng. Đoàn Văn Hậu có thể sẽ là mục tiêu dễ dàng cho ông Shin Tae-yong có thể khai thác khi tuyển Indonesia đối đầu với Việt Nam ở vòng loại World Cup. Còn trong trường hợp tiếp tục chấn thương, Văn Hậu thậm chí không thể thi đấu cho tuyển Việt Nam. Hiện tại thì Văn Hậu vẫn được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập để chuẩn bị cho vòng loại World Cup, dù anh vẫn đang trong giai đoạn phục hồi chấn thương, chưa thi đấu bất kỳ trận nào ở V-League ở mùa này. Nếu không có sự cố gì xảy ra thì Văn Hậu sẽ kịp bình phục trước thời điểm đá vòng loại World Cup của tuyển Việt Nam. Vậy nên, hậu vệ người Thái Bình này vẫn đang là quân bài quan trọng trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo ở 3 trận đấu sắp tới, trong đó có trận gặp Indonesia vào ngày 7 tháng 6. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin bóng đá hàng ngày của chúng tôi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn nút chuông thông báo để là người nhận được tin mới nhất khi chúng tôi phát hành. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.